Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tân Rít Đồ. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 4 về loạt bài hướng dẫn cách chơi game Elden Ring. Ở phần trước chúng ta đã kết thúc tại điểm save rate của cái fort Kenneth Hay. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tấn công vào tòa lâu đài này. Ở phía trên cao chúng ta có những cái máy bắn tên và dưới này có hai tên lính để mì hương minh, thì tốt nhất các bạn nên giết một tên thôi, các bạn sẽ chừa một tên lại, tên đó nó sẽ thu hút cái góc bắn của máy bắn tên phía trên, đảm bảo an toàn cho mình khi di chuyển phía dưới. Ở đây là những tên lính Limbrel, một tên tệ Rodrick. Rodrick cũng đang muốn phong tóm tòa lâu đài này. Đó là lý do phối bức hòa của Kenneth Hay đối với Rodrick. Và có vẻ là chúng không lưu ý nhau. Ở phía xa thì cũng có một tên mọc, có thể gọi là đầu sắt vậy, đầu trì. Cách đánh cũng tương tự như cái tên trên cầu, nó cũng không mạnh lắm. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà nó không tới ta. Các bạn có thể dùng cái súng đánh vào một khoảng rộng như này. Tất cả những lần đánh mà rơi vào cái đầu của chúng thì thường rất là ít mất máu, nên đánh vào phần thịt. Sắp xếp lẹp thì chúng ta giết tình mập này rất nhanh. Ở đây là một cái Golden Seed, tăng số lượng bình máu của chúng ta lên. Bên trong thì cũng chỉ có một vài tên lính thôi. Cẩn thận, các bạn có thể dùng cung tên và tỉa thành tên như thế này. Thì đây là lần đầu tiên chúng ta công vào cái fort này, thì sẽ là những tên lính như thế này, những tên lính của thành Limbrel, Castle Stormveil. Nếu chúng ta chiếm cái fort thành công thì lần sau sẽ có những tên lính khác. Lestro, xung quanh đây mọc rất nhiều cái Lestro này, nhân tiện các bạn có thể thu thập một ít để sau này chúng ta có thể chế tên. Những mũi tên lẹp rất là hữu ích. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ đi vào căn phòng này. Trong cũng có một quả tên lính, nó hơi dễ dàng với chúng từ xa mà cũng mũi tên ghim thẳng vào đầu vậy. Chung thì những tên lính phải ở cái hộp này nó khá dễ và chúng cũng khá yếu. Nomadic Warrior cấp 6, đền chế những thứ liên quan tới Black, là những thứ mà chúng ta thu thập cái Blood Drone dưới kia, bao gồm như tên, tiêu, bom, ước tiền dụng. Và phía sau tên lính này là boss khu vực, một mini boss, sát thương thì rất cao nhưng mà defense cũng không cao mấy, chúng ta cũng có thể dễ dàng hạ gục.
nhưng phải cẩn thận, chỉ với hai nhát chém mà hắn dễ dàng hại được ta đấy. Ở đây cũng có biểu tượng summon, các bạn có thể summon những skeleton ra để trợ giúp trong pha chiến đấu này. Sử dụng skill Mighty Shot để lấy số lượng máu lớn của tên boss này. Đây là xong. Ash of War, Bloody Shards. Đây là một chiêu chém mà dùng chính máu của bản thân để tăng cường sức mạnh của đòn chém. Đầu tiên đó tôi đánh giá là rất mạnh. Và một phần nữa khi bạn ép cái Ash of War này vào thanh kiếm, nó cũng tăng cái tỷ lệ gây ra cái xuất huyết của kẻ thù lên cao. Nên đây là một trong những cái Ash of War hữu ích nhất mà tôi có thể đề cập và khuyên dùng. Thì theo hướng này chúng ta sẽ nhặt được một cái Smithing Stone tầng 1. Và sau cùng là leo lên tòa tháp cao nhất. Estus Medallion, đây là một trong hai mảnh Medallion để sử dụng để mở cái thang máy đưa lên cái tòa lâu đài Capitol ở phía trên để dùng đất phía trên sau này. Thì hiện tại từ rất sớm chúng ta đã lấy được nửa mảnh Medallion, còn nửa mảnh thì chúng ta sẽ tìm sau. Và sau khi đã hoàn thành tòa tháp thì ta sẽ phải quay trở lại để nói chuyện với Kenneth Hay, nhưng trước tiên chúng ta sẽ quay về Chester Valley để nói chuyện với người bán hàng về tiếng hú trong cái khu rừng của Miss Wood, tiếng hú của chú sói đó. Ông ta sẽ hướng dẫn ta để cách tiếp cận chú sói này. Nhân tiện thì chúng ta có thể thay đổi về số lượng của các bình máu cũng như sử dụng cái sắc rịch tia để nâng cái số lượng máu thể bơm trong mỗi bình máu lên. Hiện tại chúng ta bắt đầu có thể sử dụng skill nhiều nên tôi sẽ chỉnh cái số lượng bình mana lên 2. Sử dụng sắc rịch tia. Ok. Wait. Weren't you? Well, you're back. Care to buy something? The howl of a wolf in the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Oh, don't fret. There is nothing to fear. Và ông ta cho chúng ta một cái biểu tượng cảm xúc finger snap. Và các bạn có thể sử dụng cái biểu tượng này ở trước mặt chú sói để gọi chú xuống. If the mood takes you and you meet one, then offer them some trade, won't you? My people, wanderers all have long been spurned by the grace of gold. Which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits of sorts. Your people, the Tarnished, and mine, the
Perhaps you don't need to see that no harm comes. We have a saying. We want lament not your solitude. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are. Deeply unforgiving. Ok, và bây giờ cái số lượng hàng của ông ấy bán đã được tăng thêm. Bạn có thể mua thêm một ít khi cần. Receipt. Tên. Ở đây là cái bộ vàng. Khi sử dụng cái bộ vàng này, các bạn sẽ có thể thấy những cái dấu vẽ dưới đất của những người chơi khác và sử dụng chúng để summon những người đồng đội đến trợ giúp chúng ta. Nice to do business. Danh sách chúng ta có thể ráp được các loại mũi tên lết. Để quay trở lại và nói chuyện với chú sói, trước tiên chúng ta sẽ khám phá vùng phía nam, một ít dị vực phía nam này của Limreal. Quay trở lại với điểm sale. Bây giờ chuyến hành trình như thế nào? Như các bạn để ý, chúng ta hiện tại đang di chuyển là trời tối. Thì ở giữa cái cầu trước mặt này, khi trời tối thì sẽ có một kỵ sĩ đen, kỵ sĩ cưỡi ngựa đen. Các bạn đừng đi đường đó, đường đó sẽ có một con rồng trắng các bạn đấy. Ở dưới con bò trắng này, Asperger. Extermination. Ok, các bạn có thể thấy tên kỵ sĩ đen đang đi bộ trên cầu. Hiện tại thì chúng ta có thể giết được, nhưng do sát thương của bạn hiện tại rất là yếu nên ta có thể để lại và đến vào lúc sau ta có thể chuyển về chế độ ban ngày và đi cho nó an toàn. Những kỵ sĩ này sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Đánh chúng thì sẽ cho ít Asperger hoặc là vũ khí. Và sẽ dễ dàng hạ gục những chú này khi các bạn gắn Asperger Bloody Slab ta vừa lấy ở trong tòa tháp, cũng như nâng cái vũ khí này lên 3-4 hết cả hai cây thì giết chú này rất nhanh. Hiện tại chúng ta có thể thử đánh chú cũng được, chết thì trời cũng sẽ sáng. Asperger kết thúc chú này sau. Đối với những chú ngựa thế này, chúng ta có thể lên ngựa và đánh trên lưng ngựa. Nhưng theo cái kinh nghiệm của tôi thì chúng ta khi đánh trên lưng ngựa sẽ rất mất thời gian và sẽ lâu hơn, khó khăn hơn chúng ta đứng dưới đất. Thấy sát thương của chú ngựa rất cao. Chẳng may chúng ta quên chú ý là đỡ thì chúng ta sẽ chết trong tích tắc rồi thôi. Ok, bây giờ trời đã sáng, tiếp tục quay trở lại cái cầu băng mặt cầu mà thôi. Đây chúng ta sẽ nhận được Smithington.
Hãy cẩn thận đừng để té ngã xuống dưới. Dù ở cầu chúng ta sẽ quẹo phải, sẽ có item trên một cái xác còn trên ghế. Somber Smithington level 1. Và bên tay trái của chúng ta là một cỗ xe tang, được đưa tang rất đông, với hai tên mập, hai tên khổng lồ đang kéo xe. Thì chúng ta có thể tiêu diệt cả đoàn xe này, kể cả hai tên khổng lồ kia, để lấy những thứ item quan trọng. Một cuộc chiến lưng ngựa, những cuộc chiến như thế này luôn làm tôi phấn khích. Đây là một điểm mạnh của game Odin, đánh giá được một điểm. Ok, bây giờ tới hai tinh mập. Chú ý các bạn quánh hit đầu tiên hoặc hit thứ hai hắn sẽ dậm chân, các bạn nên né sớm ra. Dậm chân này đam cũng khá cao. Các bạn sẽ cần 3 hoặc 4 nhát bị chém, hoặc ít nhất cũng 3 hoặc 4 nhát chạm mặt bắt để có thể đưa anh mọc này vào tư thế mất thăng bằng và để chúng ta có thể giành kết liễu. Tên khổng lồ thì sẽ cho chúng ta 1.000 điểm run, khá là nhiều so với thời điểm hiện tại. Để các bạn thấy chạm tắt và sinh mệnh tắt sẽ đưa cho anh các bạn một thông bằng. Thật sự thì những tên bằng này là không khó với hai tên này để có thể pha một ít rune nâng chỉ số sức mạnh lên. Khi cỗ xe đã bị dừng lại, khi ta giết hai tên mập thì ta có thể nhảy lên sau lưng nó và lượm tên. Red X thành búa, sử dụng tới 30 strength, chúng ta không thể cầm nó ngay bây giờ, cho dù cầm cả hai tay cũng không đủ. Thì những tên này đôi khi rớt những cái rune fragment, tại vì cá nhân thì tôi rất thích cái rune fragment này. Chúng ta có thể chế được Rainbow Stone hoặc những viên đá Glow Stone phát sáng trong những vùng đêm tối, rất có lợi cho chúng ta trong những cuộc hành trình vào những cái hang động tối tăm. Rồi, chúng ta tiếp tục hành trình về phía nam. Trước chúng ta có một điểm Sire Prey, chúng ta sẽ dừng chân tại đó. Và sau đó chúng ta sẽ tiến vào phế tích Waypoint Ruin, gặp gỡ NPC Selene.
Ok, nếu muốn thì các bạn có thể nâng một ít level vào deck cũng được, hoặc vào máu cũng được. Chúng ta sẽ cần ít nhất là 30 deck, và chỉ số máu cũng khoảng tương đương 30 máu để có thể trụ lâu trong combat. Sau đó chúng ta có thể build theo cái đường fail, nâng lên cỡ 20 fail và 15 fan, 20 cái chỉ số cuối tôi quên rồi, là 20 arcana, và với cái đường đó thì chúng ta sẽ đâm ra flat rất là nhanh. Thì tôi trong bài hướng dẫn và lọc bài này tôi sẽ đi theo cái hướng build như vậy. Thì nếu các bạn có farm level trước, các bạn có thể build theo cái hướng đó. Ở đây là một bông hoa, khi mà nó hướng lên cao như vậy thì những vì sao sẽ tấn công ta ở ngay vị trí ta vừa đứng, thì các bạn có thể an toàn để thủ vào hướng đó. Để hoa này có thể phun độc xung quanh. Với cái phép giải độc mà chúng ta đã gắn lên, với cái siêu mà chúng ta đã cầm ở tay trái, ta hoàn toàn có thể giải độc bất kỳ lúc nào. Từ những bài hit thì chúng ta sẽ rút ra máu giải độc, tập giết cái hoa này nhanh chóng thôi. Chúng ta không mạnh như những gì chúng ta nhìn thấy. Phế tích, và trong phế tích này có một căn hầm, và đối với căn hầm của phế tích này thì có một điểm đặc biệt là chúng ta sẽ có một NPC dẫn có, và trước khi vào được gặp NPC chúng ta sẽ đánh với một chú mập đầu sắt. Và cách đánh thì cũng tương tự như những chú mập trước đây mà chúng ta từng gặp, thực sự là không có gì khó cả. Này chúng ta có thể xung được những summon, nhưng nếu các bạn có thấy khó khăn thì đối phó với chú này ở không gian chặt hẹp, bạn thấy summon này thì sẽ có một cái sai play xuất hiện, đó là tiện lợi để cho sau này chúng ta có thể quay lại. Như các bạn nhìn thấy ở dưới đất rất nhiều vết máu, đó là của những người chơi khác và họ chết ngay tại thời điểm này, ngay tại trong này, ở những cái thế giới của họ. Tarnished, are we? I wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? A yen for glimstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature, with a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria, as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glimstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Và Sorcerer Selene này sẽ dạy cho chúng ta các phép thuật về Sorcery, khá là tiện lợi cho các bạn muốn build theo đường pháp thuật cũng như sẽ chơi theo đường pháp thuật sau này. Thì chúng ta có thể mua hết toàn bộ các phép, hoặc sau này khi chúng ta dư giả có thể quay lại mua nhờ cái điểm xe upgrade phía trước. You are a tadpole when it comes to magic. Infantile. Without the legs to walk. So, to become a sorcerer, first, you must face your ignorance. Now, shall we start learning?
You wish to continue the very well. I have. Rồi, ok. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyến hành trình. Cosilen này thì sau này sẽ có một chuỗi nhiệm vụ riêng cho cô ta. Nhưng hiện tại ở thời điểm như bây giờ thì không có gì để làm với cô ta nữa cả. Phía trên kia thì có một cái item, chúng ta có thể nhặt nó bằng cách nhảy từ ở phía trên cái bức tường đổ này xuống, hoặc từ ở phía trên cao này. Về cái item này thì thật sự là không có gì quan trọng cả, chỉ là một bông hoa nguyên liệu mà thôi. Và nếu các bạn muốn thử thách thì cứ nhảy thôi. Và sau này những bông hoa chúng ta sẽ có thể nhặt được rất nhiều, cũng không quá quan trọng đâu. Bông hoa ngủ, những bông hoa này chúng ta nhặt ở bên cái bãi mà chú gấu mà chúng ta đã đánh hồi lúc nãy. Ở trong cái phần video trước chúng ta đã nhặt rất nhiều, chúng ta dễ dàng mà quay lại đó nhặt được rất nhiều. Rồi, ok, chúng ta quay trở lại với cái điểm sale ở phía nam. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ NPC Yura. NPC cũng là một chuỗi nhiệm vụ khá quan trọng, sau này cho chúng ta những món item rất là ít và quý giá. Yura, the Bloody Hunter. Đây, anh ta ở trong cái trại này. You do well to steer clear of Agil Lake, fledgling. Dragon roosts there, and it's as fearsome as it is majestic. So, unless you're mad or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Don't be a fool. Turn back before it's too late. Ok, anh ta khuyên chúng ta rằng là ở dưới cái hồ trước mặt sẽ có một chú rồng rất mạnh. Chúng ta đừng đi xuống đó, trừ khi chúng ta muốn bị nướng chín mà thôi. Thì tôi sẽ đánh dấu những vị trí mà những chú boss mà chúng ta chưa đánh được, như chú ngựa đen trên cầu và một chú rồng ở dưới biển hồ. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái xe Bray gần nơi chỗ anh Yura đang đứng. Xe Bray này, và ngay tại vị trí này ở phía dưới kia sẽ có Ashwer cũng như item mà nơi khởi đầu chúng ta đã từng thấy nhưng chưa nhặt được. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn xuống lấy luôn. Để quay lại đây và nhìn xuống phía dưới, các bạn sẽ thấy một cơn lốc gió, nó sẽ an toàn khi chúng ta nhảy xuống như thế này. Ta sẽ không bị mất máu cũng không chết nhờ vào cái lốc gió này, mà trong game gọi là Spirit Ring. À, ok, bị đánh với một tên lính cũng khá mạnh. Nói chung thì những cái đòn đánh của anh ta cũng khá dễ né, chậm, nên các bạn chỉ cần nhảy chém rút ra, nhảy chém rút ra. Bởi vì cái đòn nhảy chém của chúng ta cái tỷ lệ spoil rất là cao, nên thường là đối phương sẽ bị tắt gơ và mất cái trạng thái sẵn sàng. Rất hiệu quả đối với những tên lính bự như thế này. Asper Gravity, giống như cái chiêu mà anh ấy vừa chơi với chúng ta, đâm xuống đất và hút kẻ thù vào cái kiếm của anh ấy. Chừng đó là một chiêu khá hiệu quả. Xung quanh đây là có một cái cửa hang thì dẫn vào mà tôi chưa tìm thấy chỗ nào, có thể tôi tìm chưa kỹ. Ở dưới kia thì có một chú cua.
là 500 điểm luôn. Các đòn của chú thì cũng khá yếu. Với phải nhập tiến thì chú chết chết thôi. Mình bật press hit 3. Đây là một nguyên liệu để chế mấy cái lương thực thực phẩm và tăng sức đề kháng. Chúng ta sẽ tiếp tục kiếm cửa hang. Nó chỉ nằm ở đâu đâu xung quanh này thôi. Đây, nó đây rồi. Chạy thẳng vào, chúng ta sẽ nhặt được một Starlitman. Và đây chính là cái vùng đất đầu tiên mà chúng ta vừa sống dậy sau khi chết với con nhện đầu tiên và khi chúng ta đặt chân bước vào. Rồi, ở dưới này đã xong, chúng ta sẽ quay trở lại với cái điểm sell ở phía trên. Chúng ta sẽ tiếp tục cái chuyến hành trình băng qua cái mép phía đông của cái hồ này để đi vào một con hẻm dẫn tới NPC tiếp theo. Và hiện tại giữa hồ là có một con rồng, các bạn nên né nó. Chúng ta sẽ đối phó với con rồng này ở phần tiếp theo khi chúng ta đã nâng cấp vũ khí xong. Đối với những chú cua này, các bạn có thể thực hành đánh những chú cua này tại đây. Và từ những điểm xem chạy ra khá gần và xung quanh đây rất là nhiều cua, thì cũng giống như chú gấu, chú cua này cũng có những cái đặc tính riêng biệt, nhìn thì cũng rất dễ hạ. Các bạn phải quen với cái animation tấn công của mấy chú cua này. Phía trước chúng ta là một con bò trắng. Con bò này luôn có một cái Asperger. Và hãy cẩn thận khi chúng ta tiến lên, con bò sẽ có hai chú cua trồi lên. Tốt nhất chúng ta nên chạy chia ra và đánh từng con một. Đấy là xong những chú cua. Những cua này khi các bạn giết xong nó sẽ hồi lại bình máu và bình mana cho chúng ta, nên cũng khá dễ đi thực hành. Rồi, chúng ta chạy sát mép nước phía đông. Luôn có những cái chú mũi bay vo ve như thế này. Và các bạn để ý ở phía dưới mặt nước lâu lâu lại có những cái sủi bọt tâm lên như thế này. Đó là những chú cua đang ẩn nấp. Những chú cua sẽ trồi dậy khi các bạn lại gần. Và phía trước chúng ta những cái cục nhô nhô lên là những con mực, con độc. Chúng thì cũng khá yếu thôi. Ở phía trên cái cầu chúng ta vừa đi qua lúc nãy thì có treo những bộ xương và những con skeleton còn sống, mà chúng nó sẽ rớt xuống và tấn công bạn khi bạn vừa bước qua khỏi chúng. Nên tốt nhất các bạn hãy tách ra, tỉa từng tên một như tôi. Hoặc để chứng tỏ sức mạnh, các bạn có thể lùa hết một lần cũng được.
Ok, xong 5 tên. Fiery là một cái loại sáp có thể bôi lên vũ khí của bạn để tăng cái thuộc tính lửa của vũ khí. Thì bạn bôi lên sẽ có lửa cháy trên vũ khí của mình. À, dùng để đánh những loại quái vật chuyên sợ lửa, ví dụ như chó sói, gấu hoặc các loại hoa như lúc nãy. Khi các bạn chém lửa nó sẽ bốc cháy và mất thêm nhiều máu. À, tùy từng loại vũ khí mà các bạn có thể bôi được cái lửa lên hay không. Cái loại, có những loại vũ khí mà các bạn đã ép những thuộc tính riêng biệt như blood, băng thì các bạn không thể sử dụng. Còn những thuộc tính chống, ví dụ như những cái kiếm trắng, không có những cái thuộc tính đặc biệt, bạn có thể bôi bất kỳ dầu nào lên được. Holy, magic, fire, blood, root, poison, tất cả đều ok. Một số vũ khí chỉ có thể bôi được một lần một dầu. Một loại sáp cũng có những loại vũ khí có thể có 2-3 thuộc tính cùng lúc. Cái này mình sẽ hướng dẫn sau. Những con mũi này đôi khi gây rất nhiều khó chịu với chúng ta. Đây là một thuộc tính, nó là một đặc điểm rất hay của dòng game này. Rất khó để có thể tiêu diệt chúng. Ok. Và trước mắt chúng ta phía bên tay trái là một cái cửa hang để đi vào Moscaster Hell. Tuy nhiên cửa hang này hiện tại bị phong ấn bởi một lý do rất đơn giản, bạn sẽ bị tấn công bởi một NPC. Và một điểm đặc biệt là NPC này khá mạnh và những đòn đánh của anh ta bằng cây dao blade khá nhanh. Bạn sẽ được ban tặng cây dao đó khi tiêu diệt được anh ta. Và đối với những bạn có khả năng tiêu diệt thì cũng ok. Còn nếu những bạn có cảm thấy sự khó khăn, hãy quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại về phía cầu. NPC Yura sẽ đến giúp đỡ chúng ta. Bởi vì Yura là một kẻ đi săn những đứa mà đi săn như vậy. Đấy, Yura đã xuất hiện để hỗ trợ. Hãy chạy với anh ta. Những đòn đánh của anh ta đối với tên sát thủ này rất là mạnh. Nhảy liên tục. Rồi. Xong. Ta sẽ tặng một con dao Reduva, một con dao cũng có thuộc tính đánh xuất huyết như hai cây kiếm của ta. Và con dao này yêu cầu đòi hỏi chúng ta phải có Arcana cao để có thể cầm được. Thì hiện tại thực sự thì nó chỉ đòi Arcana 13 thôi. Các bạn có thể tăng thêm một mớ điểm để cầm nếu như các bạn yêu thích sử dụng dao. Ở đó, cái sử dụng chiêu bắn của cái dao này cũng thực sự rất là hữu ích. Có thể tấn công xa và mạnh. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ sell tại cái hang này trước. Và chúng ta tăng hết điểm vào deck. Với những lần tăng level ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ cảm nhận được sự thay đổi rất là thấp do cái tỷ lệ sức mạnh của cái kiếm đối với chỉ số của bản thân của chúng ta hiện tại là không cao, bởi vì cái chỉ số vũ khí đang enchant rất là thấp. Nhưng những chỉ số này sẽ khác biệt dần khi các bạn up vũ khí lên cao và chỉ số cộng cũng sẽ cao hơn. Chúng ta đã gặp lại NPC Yura tại đây. We meet again. To have fought Nereus and lived. You must have seen your share of battle. I am Yura, as you might recall. Hunter of bloody fingers, tarnished, held in thrall by Cessblood. Zealots
who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember, no kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Be on your way. Perhaps we will meet. Tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Chúng ta sẽ nhận được một poison plum. Và tiếp tục đi theo con đường này, chúng ta sẽ đến một cái Winchester Catacomb. Hãy mở cánh cổng này, kích hoạt cái điểm teleport của Catacomb. Trước khi khám phá cái hang này, chúng ta sẽ quay lại để mà tiếp tục gặp gỡ một NPC khá là hài hước khác ở Winchester Kell lúc nãy. Chúng ta là bị cản dịch chuyển bởi một chú ốc sơn như thế này, không biết phải gọi là ốc sơn hay là con sơn gì nữa. Ok, ta sẽ đi vào trong. Cái hang này thật sự không lớn lắm, chỉ có một vài tên lính nhỏ lẻ. Bạn thể tự tin mà xông thẳng vào trong. Sẽ đi thẳng vào trước mặt, nhặt một cái thùng đồ và trong đó chứa một món item thực sự cũng chả có gì ngoài trừ một cây nấm. Là một trò đùa của game này. Và thật sự trong cái hang này là toàn những kẻ lừa đảo mà thôi. Đây là phòng boss. Và một cái rương. Lại là một cái rương. Cả boss chỉ xuất hiện khi chúng ta đã mở cái rương và lấy item. Một bộ đồ mừng hàng. Và thật sự với tên boss này, bạn không nên giết chúng, bạn chỉ nên đánh chúng tới nửa máu mà thôi. Vì đó chúng sẽ cầu xin tha và sẽ trở thành bạn của ta. Bạn theo một cái nghĩa nào đó mà chúng ta có thể chấp nhận. Cảm xúc một golden rune thứ 11. You're a lady of reason, through and through. Ah. Well, what do you know? You're tarnished like me. Now, how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such. But an innocent mistake, I assure you.
Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? A true lady of reason. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the Untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. Ah, they're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Rồi, anh ta hứa sẽ trở thành một nơi trung gian mua bán cho chúng ta để chúng ta quay lại lần sau. Don't forget to pop back for an hour. I'll be ready to. Và chúng ta có thể quay về cửa hang, refresh tại điểm sale và quay lại. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chạy ngược trở vào. Lần này chúng ta không thật sự cần phải đánh những tên lính nữa đâu. Thẳng ở mép phía bên phải mà vào gầm thôi. Để chúng ta để ý, trong gầm này sẽ có thêm một thùng đồ. Well, nice of you to drop in finally. It's all a bit ad hoc, but I'm sure you'll find something. And welcome to Patches Emporium, where you won't need a refund, because everything's top notch. Đây là một Magic Circle, dùng để đánh những con boss Omen, khá là hiệu quả. Chú bán một số item cũng khá hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng ta không thực sự cần thiết phải mua những món đồ này ngay tại đây. Chúng ta có thể mua sau khi mà chúng ta đã có dư giả về số rune cũng như lên khá khá một số level nhất định. Yeah, I had those bandits make a clean break. Now they're all suppliers, and good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying, but it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers, survivors of a defeated army, worked to the bone by their high and mighty lord, only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. Bah, to hell with it all. Chúng ta sẽ hỏi về cái thùng đồ mới trong group này. Wondering what's inside the treasure chest. Well, it's a nothing too special, just something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Well, everything is give and take, give and take. Cheers for that. Ok, chúng ta lại có một thùng đồ để mở. Aha. Alehop, chúng ta là bị bẫy. Chúng ta rơi một cái bẫy của tên bán hàng rồi. Well, well, well. I should have known, you scheming little thief. The gods demand vengeance. Và như các bạn đã quen với dòng sụt game thì NPC Patch luôn luôn có những cái chiêu trò bẫy người chơi
tương tự như vậy. Nó làm cho chúng ta có một cái cảm giác quen thuộc. Ok, sau khi view 7 chúng ta đã bị đẩy và teleport qua cái vị trí phía đông của Limrel của những bầy gấu như tôi đã nói lúc ban đầu. Các bạn chỉ có thể là quay trở về một điểm sell để có thể sell và nghỉ tại đó thì chúng ta mới thoát khỏi tình trạng này. Bởi vì khi các bạn bị bẫy các bạn sẽ không thể teleport được mà phải sử dụng biện pháp thoát thân bằng ngựa. Tuy nhiên chúng ta đang ở gần cái điểm của Kenneth Hay và chúng ta sẽ chạy lên đây để báo cáo với tình hình chiến sự tại cái pháo đài của ông ta, nơi mà chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh chiếm lại cái pháo đài. I've been waiting for you with bated breath. Did you manage to recapture my fort? Oh, excellent news, just wonderful. And the knight's dead to boot. Well done, my friend. Well done indeed. I knew I was right to trust you. Now, here's your reward, as promised. Go ahead. It's all yours. Right then. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demi-humans. What's that look? You don't believe me? Well, under the Erd tree, co-mingling with the demi-humans is made possible. Even the Vulgar shall not be left behind, under the rule of true order. Which is why I, Kenneth Height, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Would you like to enter my service? I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of. Hãy luôn luôn hoàn thành tất cả các cuộc đối thoại với các NPC. Đôi khi những cuộc đối thoại quan trọng chúng sẽ nằm ở những lần lặp lại phía sau của NPC đó. What say you? A fine accord, is it not? Very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold a ceremony for your knighting there, I think. I see great things ahead of us. We are truly by the Erd tree blessed. Right then. Time for me to have much rồi, to do. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy lại điểm sale ở nhà thờ. Có thể ngồi nghỉ và kích hoạt lại chức năng teleport. Và ok, chúng ta sẽ tạm kết thúc phần 4 hướng dẫn lọc game về cách chơi Elden Ring tại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục ở phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.